Heno Henu chào tất cả anh em thì mình là LTL đây đẹp trai mét số ba đến từ Bắc Giang ok cảm ơn tất cả nó quay trở lại với kênh RGFF NTN của mình nhá đó anh em thấy gì chưa thì hiện tại LTL đang ở một cái map cực kỳ mới nha anh em ơi ở trong thiết kế bản đồ anh em ạ à. do là một bạn tạo ra anh em ơi thì cái chế độ này có nghĩa là anh em sẽ lái xe và chạy thoát khỏi zombie nha anh em ơi thì hôm nay mình sẽ hóa thân lên thành ma tốc độ anh em ạ à. để chạy đó cho nó nhanh anh em ơi và mình kết hợp với kỹ năng đó chính là Misa nha anh em ơi nói chung là đuổi Zombie nó đuổi đuổi bằng mắt đấy anh em ạ. À. Đấy nói chung là cái chế độ này anh em sẽ cố gắng phải chạy thoát khỏi zombie để anh em về đích nha anh em ơi. Đấy đơn giản nó là như vậy thôi anh em ạ. À. Thì anh em thấy chế độ này hay thì anh em đừng quên là giúp mình một nút like nhá. Thì hôm nay mình sẽ thử thách mình là mình hóa thân thành ma tốc độ mình kiểu như đi chôn game anh em ơi. Với lại để xem mình có thoát khỏi một đống zombie không nha. đấy không nhá. Nói chung là chế độ này nói chung là live scan nó cũng khá là khó anh em ơi. Bởi vì nói chung là nó cũng kiểu như rất là nhiều zombie anh em ạ. À. Đấy anh em mà chỉ cần bị zombie đánh trúng ấy thì anh em sẽ xin vĩnh biệt cụ nhá. bây giờ mình sẽ cố gắng chạy về đích nha anh em ơi. Đấy nếu mà về đích được thì anh em sẽ tốt một nhanh ơi nhưng mà nói chung là cái đường nó vừa bé ui rồi sao chết cái này được chơi cả phép tính cộng là như nào anh em em còn giải toán học cả anh em ơi đủ ảo thật đấy anh em ạ chết thì anh em sẽ không phải chơi lại từ đầu nha anh em ơi và anh em chỉ cần giải thành công một bài toán thôi yeah. nha anh em ơi thì anh em sẽ được chơi tiếp nha anh em ơi rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chạy nha anh em ơi thì anh em nhớ là chạy theo cái đường mũi tên anh em ạ đó nói chung là mình mà chơi kỹ năng ma tốc độ nói chung là chạy cực kỳ nhanh nha anh em ạ đấy bây giờ mình sẽ cố gắng chạy về đích nha anh em ơi mình sẽ cứ chạy theo cái đường mũi tên này nha anh em ơi Đấy, ui trời ơi, zombie ấy anh em thấy chưa? Ui trời ơi, mình vừa ngoảnh lại cái nó cho mình giải hóa luôn kìa anh em ơi. Rồi bây giờ lại giải toán anh em ạ. Đây không biết là chơi game hay là chơi game để vui vẻ hay là chơi game để áp lực học tập đây anh em ơi. ấy vừa chơi game mà mình vẫn phải giải toán mình cả giải hóa anh em ạ. Cay thực sự luôn. Ừ, ừ, ui hai con zombie bay bay này anh em ơi ở trong cái chế độ uh, zombie gì mình quên tên rồi anh em ạ à thợ săn đoàn anh em ơi mấy con zombie này cũng giống ở trong chế độ đấy anh em ạ đấy mấy con quay quay hết thứ mẹ à, mấy con trùng quấy anh em bây giờ đây con zombie quay quay đấy nó quay phát mình chết luôn anh em ơi anh em thấy chưa Trời ơi bây giờ mình sẽ cố gắng trốn thoát khỏi zombie anh em ơi Mình uh, kiểu như ma tốc độ mà anh em ơi Mình cộng với cả lái xe đó thì nói chung là ai mà đuổi được mình đây Không biết là liệu mình có về đích gì hay không đây anh em ơi Ok từ để mình giải toán này, anh em ạ Ui chỗ mình bây giờ mình phải bấm bừa này, anh em ơi Thế là không còn thời gian để mình kiểu như là suy nghĩ anh em ạ Bởi vì bên mình suy nghĩ thì zombie nó sẽ bầu và rất là đông này, anh em ơi Đấy em giờ Mình cứ kiểu như bấm sai một lúc là zombie nó bầu vào cực kỳ đông luôn Đấy rất khó mà thoát ra khỏi mấy cái đống zombie này anh em ạ Nên là mình sẽ tập trung anh em ơi À ba cái góc này bằng 60 độ rồi. Ok mình sẽ để ý một xíu nhá. Ui trời đông thế. Không cả thấy xe thôi anh em ạ. Từ từ cho nó chạy một À đông cho mình chạy anh em ơi. Trời mình là ma tốc độ mà không thể thoát khỏi đống zombie này anh em ạ. Ok mình sẽ cố gắng nha anh em ơi. Lại còn rất là nhiều tường anh em ơi. Đường thì bé mà tường thì nhiều. Suốt ngày đâm vào tường anh em ạ. Ok thì mình sẽ Rồi ok giải thành công rồi. Ơ à, làm sao đấy? Sang zombie mày cứ nằm im mày dậy đi dậy đi chạy nào. Dậy đi ông cháu. Ok anh em ơi, dậy anh em ơi. Ờ chạy 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 chuồn 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 trời ơi đông thực sự anh em ạ mà tốc độ ấy cũng không thể thoát được đống zombie anh em ơi Đấy, mình sẽ cố gắng tổ lái để mình sẽ giành lại sự sống nhá u trời ơi, lại chết kìa anh em ơi may quá anh em ơi có hồi sinh thì mình hồi sinh liên tục anh em ạ chỉ cần giải toán thành công là mình hồi sinh rồi lại phải hồi sinh tiếp trời ơi bọn zombie nó khốn nạn thực sự anh em ơi mình cứ vừa dạy cái nó cho mình một trưởng nó lại nằm xuống anh em ạ rồi ok mũi tên bên này bây giờ mình sẽ đổi cua anh em ơi đổi cua bẻ cua qua bên này chạy anh em ơi lại chết kìa anh em ơi rồi, cố gắng đi anh em ơi, sắp về đích rồi. chạy à, chạy 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 chạy. Ok, không biết là đích ở đâu rồi anh em ơi. Đây là cũng là lần đầu mình chơi cái chế độ này anh em ạ. Mình chỉ biết là mình chạy theo mũi tên thôi anh em ơi. Mình mang cái kỹ năng mi xe mình cảm giác nó chạy nhanh quá anh em ơi. Không thể kịp bẻ lái anh em ạ. À. xong rồi. Lại về giải toán tiếp anh em. Trời ơi, như mấy cái bài toán này như là cấp 2, cấp 3 mình không nhớ rõ anh em ơi. Ok, bây giờ giải thành công rồi, bây giờ mình sẽ chạy lên dốc nha Ui đồng thế, đông cái xe ra đâu rồi? Để tao lấy cái xe nào. Ui lại về giải tiếp. Trời ơi, đây, 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 từ từ, từ đợi tao tí Ok anh em ơi, bây giờ chạy thẳng lên Đích ở đâu nhỉ? Ui vẫn chưa thấy đích anh em ơi à, Hình như đích bên này anh em ơi Hình như là đích bên này anh em ạ Bây giờ mình sẽ quay lại, mình cua vào nhá Ui giời, không cả cua được kìa anh em ơi Rồi cố gắng lên, cố gắng lên Đây rồi, đây rồi, đích đây rồi, đúng không? Ủa, đúng đây là đích không? Ủa, không phải anh em ơi, không có chữ đích anh em ạ Chỗ này, chỗ nào bây giờ di chuyển kiểu gì đấy? Ủa là trời Thế bây giờ di chuyển như nào anh em nhỉ? hết đường rồi bây giờ chạy kiểu gì đấy? ai như là vào cái vòng này anh em ơi. Hình như là vào cái vòng này anh em ạ. Ui là ai bị giải tiếp vậy à anh em? OK mình sẽ vào cái vòng này anh em ơi. OK, ơ, mình rơi chỗ nào này anh em ơi. Đù như là vẫn phải chạy thoát thêm một lần nữa anh em ạ, à. vẫn phải về đích một lần nữa thì mình mới thắng rồi anh em ơi. Mình được nhảy xuống chỗ mới anh em ạ. À. OK bây giờ mình sẽ chạy nhá, à, tiếp tục chạy anh em ơi. Tiếp tục là kiểu như quá thân thành kiểu như uh, gì nhỉ? Quên tên rồi nhỉ? À, ma tốc độ anh em ơi, me tốc độ để trốn thoát khỏi zombie nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình tổ lái mình chạy nha anh em ơi. Không biết là nhiệm mình có về đích hay không đây? Trời ơi, nói chung là cái game này khá khó anh em ạ Ok, bây giờ mình sẽ cua thêm một phát nữa nha Rồi, ok Tiếp tục chạy anh em ơi, mình nghĩ khả năng cao là mình sẽ về đích đi anh em ạ Rồi, ok, lần hai mình chạy mình cảm thấy mượt hơn rồi anh em ơi Không bị zombie nó chán nữa rồi anh em ạ Lần một mình chạy hơi ngụ, ui dồi, Vừa nói xong câu con zombie nó đùng cũng nhảy vào đầu mình chưa Thôi lại tiếp tục chạy thôi anh em ơi Tiếp tục là vã tân hình ma tốc độ và chạy thoát khỏi mấy con zombie thôi anh em ơi nào mày đuổi tao thế mày đuổi em sao tao trời ơi bây giờ lần hai tao lái xe kinh nghiệm tao đã có đầy mình rồi tao lái tao không vội vàng như đợt một nữa đâu ui rồi cái thằng zombie quay quay ấy, anh em ơi nguy hiểm thực sự anh em ạ ok bây giờ mình sẽ chạy hết tốc lực để về đích nha anh em ơi mình mong là lần này nó không phải nhảy xuống thêm một chỗ nào nữa anh em ạ mong là lần này nó về đích luôn anh em ơi chứ bây giờ mình nhảy xuống dưới chạy xuống dưới lòng đất thì mệt lắm anh em ạ ui rồi rồi ơi ơi. lại bị giải hóa u là trời ok lại giải toán anh em ơi rồi chạy Tiếp tục chạy anh em ơi Rồi đường này mình nghĩ là dễ chạy hơn cái đường lúc nãy anh em ơi Cái đường lúc nãy mình thấy là mình như mình chạy lần đầu mình không quen là nào anh em ạ Bây giờ mình chạy mình cảm giác quen Mình nghĩ là mình sẽ về đích rồi anh em ạ à, Anh em yên tâm Anh em anh em yên tâm Rồi ok lại chết rồi anh em ạ Vừa nói xong câu rồi toang rồi anh em ơi Con xe tao đâu rồi Đây rồi xe đây rồi Chạy thôi chạy thôi chạy thôi Ui lại phải giải tiếp kìa Rồi ok chạy Chạy thẳng một đường anh em ơi rồi thẳng một đường à đây mũi tên rồi ngoành xe luôn ngoành xe luôn đích đâu rồi vẫn chưa thấy đích anh em ơi còn 6 phút nữa anh em ạ à? à, nhầm còn bao nhiêu đây mình không biết là còn bao nhiêu phút nữa anh em ạ à? không biết là cái game này nó có tính thời gian hay không anh em ơi bởi vì mình không thấy nó hiện phút lên u đồng thế ba ơi đừng đuổi ra nữa cho tao về đích nào ta là ma tốc độ đây ok lại chết tiếp anh em ạ à. Cày cái thế nhỉ Rồi chết thì mình lại hồi sinh lại và mình chạy tiếp thôi mình chỉ cần giải toán là thành công anh em ạ à. rồi ok lại giải tiếp góc này là cái góc uh, 46 độ anh em ơi Đấy, bên kia 44 thì mình nghĩ bên này là 46 Còn bên kia là 90 anh em ơi Quá hợp lý rồi anh em ạ Ok chạy tiếp Đấy, Tiếp tục chạy thôi anh em ơi Cứ tiếp tục chạy vận may xe tới Đích đâu rồi Vẫn chưa thấy đích ở đâu anh em ơi Trên bản đồ mình không biết À đây là đích Anh em nhìn cái chấm xanh xanh ở trên bản đồ kia Đó như đấy là đích anh em ạ Đây Đấy là đích Úi dồi anh em nhìn zombie trên bản đồ cực kỳ đông kìa Ôi không phải đích anh em ơi không phải đấy không phải đích anh em ạ trời ơi mình cứ tưởng đây là đích cơ ui rồi lại chết tiếp kìa cái thế nhỉ Chắc cứ hồi sinh lại chết ui dồi, zombie đông này trời đây rồi, đây rồi, con xe mình đây rồi Chạy, 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 chạy Cây thế Không cả kịp chạy anh em ơi Rồi, mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình chạy được thôi anh em ạ Mình không thể kiểu như để chết bởi mình có zombie rồi anh em ơi Rồi, ui dồi ôi, đông càng ngày càng đông anh em ơi Càng về cuối càng đông anh em ạ Rồi, như đích ở trên kia rồi anh em ơi Mình gửi đến mùi đích rồi anh em ạ Mình gửi đến cái mùi đích rồi anh em ơi, không biết có phải không ô nhầm, 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 nhầm thương ơi, nhầm thương ơi Trời ơi, lại nào xuống, từ từ để mình quay xe anh em ơi hai quay chia rồi ok quay thành công rồi anh em ơi rồi bây giờ mình sẽ chạy lên nhá đây cái mũi tên mình sẽ chạy theo cái đường mũi tên rồi, anh em ơi đó u rồi lại phải hồi sinh lại kìa rồi ai phép tính đúng đâu rồi. Đây, rồi đây rồi đây rồi đây rồi chạy thôi cái xe đây rồi chạy 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 u rồi, có cả người tuyết như này này anh em ơi rồi ok mình nghĩ là mình sẽ việc đích ở đây đích đây rồi đích đây rồi anh em ơi đích đây rồi ok ui, trời ơi, mình sắp hoàn thành thử thách rồi rồi u rồi lùi lại rồi ok xong rồi anh em ơi À, bắt tao giả làm gì nữa tao về đích rồi mày bắt tao giả làm gì nữa ơi à, cuối cùng cũng hoàn thành thử thách anh em ạ à. ok anh em ơi thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi anh em ạ à. cảm ơn tất cả anh đã theo dõi ở đây nha anh em thấy clip của mình hay anh em đừng quên là bấm giúp mình nút like nha bye bye anh em